hiện tại mình đang có một cái máy đi công nghiệp của Godet, chuyên xuất 100% từ Đài Loan, có model là Godet ZX420. Ok, bây giờ mình sẽ mở xem trong nó có những gì. Đây thùng máy, bây giờ mình sẽ tiến hành khui thử thùng mình bên trong thùng nó có những linh kiện gì. Đầu tiên là các bạn sẽ thấy một thân máy khá chắc chắn. Kèm bên trong là có một hộp linh kiện. Mình sẽ khui ở trong là thử có những gì. Đầu tiên là một đĩa River gồm có phần mềm Golibo, cài đặt Nesting và một cái driver của Sigun. Tiếp theo là menu guide của hãng, hướng dẫn cách lắp máy, lắp giấy mực cũng như là cách sử dụng máy. Rồi, tiếp theo là một sợi dây nguồn, một dây USB và bên cạnh đó là kèm theo những cuộn giấy và một tép. Có đóng hộp này, mình sẽ để sang bên. Tiếp theo thằng quan trọng nhất là thân máy. Là máy in công nghiệp cho nên nhìn khá là chắc chắn và bền. Các bạn xem một vòng của máy. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu các bạn là mua đồ máy là ZX420. Rồi tiếp theo, máy này hỗ trợ chỉ có một cổng kết nối, đó là cổng USB và một nguồn phía trước máy. Đây, phía trước máy thì nó đơn giản hơn, nó có một nút on-off nguồn và một nút fit, nút chức năng fit của máy. Rồi mình sẽ đi sâu bên trong về các bộ phận bên trong của máy ha. Nằm lên. Đầu tiên thì các bạn sẽ thấy một bảng hướng dẫn để lắp mực, lắp giấy. Đây, đó là chi tiết từng bước một. Tiếp theo mình sẽ đây là gắt giấy, thanh gắt giấy để kẹp giấy lại, được khỏi phải chạy qua chạy lại bên ngoài. Tiếp theo là trục mực, hai trục mực, trục mực và trục thu. Đây là một đoạn mẫu để in test những thông tin của máy, tất cả luôn. Rồi bây giờ mình sẽ mở đi in thử nó như nào nha. Vì máy mới nên được bọc khá là kỹ lưỡng. Xin mở đây. Các bạn thử xem những bộ phận của máy. Rất là chắc chắn. Đây là đầu in. Đây là lẫy để đóng đầu in. Máy khá là chắc chắn. Bên cạnh thì có một cảnh báo là các bạn không được dùng tay để vặn hoặc là di chuyển cái trục mực này, có thể là ảnh hưởng bên trong micro bên trong máy, trong cơ trong máy. Mình xem lại lần nữa về cấu hình, cấu tạo bên ngoài của máy nhìn khá chắc chắn và đẹp, khá tinh tế. Vâng, đó là những cấu tạo cơ bản về cái máy ZX420 này. Mọi chi tiết về chiếc máy này và những máy loại khác thì các bạn vui lòng liên hệ đến công ty Tư Vấn Pháp Luật để được tư vấn và hỗ trợ tiếp. Xin cảm ơn.